chào quý vị anh chị và các bạn, tôi tên là Phạm Đức Minh. Tôi rất vui và hạnh phúc lại trở lại cùng với quý vị anh chị và các bạn trên kênh online Education với nội dung coi mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Nội dung mà tôi luôn luôn khao khát mong muốn chia sẻ tới quý vị anh chị và các bạn đó là ứng dụng sinh trắc học dấu vân tay vào cuộc sống để giúp cho chính bản thân chúng ta, con em chúng ta khám phá được bản thân mình, làm sao đó để cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc và chi phí. Và nội dung ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn đó là ứng dụng sinh trắc học dấu vân tay vào việc là xác định cái phương pháp học tập tiếp thu kiến thức của con em chúng ta như thế nào cho nó tốt nhất. Thì thưa với quý vị anh chị và các bạn, trên tay tôi đã có quyển báo cáo, thì trong đó có một cái trang mà nó rất là ý nghĩa và thiết thực đối với trẻ em, đó chính là phân tích khả năng thị giác, thính giác, vận động, hay người ta gọi là phương pháp VAK. Phương pháp VAK có nghĩa là phương pháp tiếp thu kiến thức, thông tin của trẻ theo 3 cách thức, hay của bản thân mỗi người chúng ta theo 3 cách thức, bằng cách là nghe, nhìn và vận động. Thế thì cụ thể nó như thế nào? Thì đây là một trường hợp rất cụ thể. Tức là khi scan vân tay xong, có được kết quả xong, thì nó ra các chỉ số như sau: là 31,3% và 39,4% và 29,3%. Trong tổng 100% thì cái phương pháp tiếp cận thông tin VAK này thì cái chỉ số mạnh mẽ nhất là 39. Vậy có nghĩa là như thế nào? Thì thưa quý vị anh chị, chúng ta hiểu như sau. Có nghĩa là thông qua sinh trắc học dấu vân tay, thông qua vân tay của những đứa trẻ hoặc của chính bạn, thì khi mà phân tích ra, khi mà scan ra cho chúng ta, trong tổng 100% tiếp thu kiến thức thì nó chia thành 3 phần. Tức là anh tiếp thu kiến thức bằng thị giác là bao nhiêu phần trăm, anh tiếp thu thính giác là bằng bao nhiêu phần trăm, và anh tiếp thu vận động là bao nhiêu phần trăm, người ta gọi là phương pháp VAK. Thế thì mình phải hiểu như thế này: chỉ số VAK hay là Visual Auditory Kinesthetic có nghĩa là thể hiện khả năng tiếp thu học tập bằng phương pháp tiếp cận hiệu quả thông qua 3 cái hình thức là thị giác, thính giác và vận động. Mọi đứa trẻ và bản thân bất cứ ai chúng ta trong quá trình tiếp thu thông tin kiến thức đều dùng đồng thời cả 3 phương pháp này, nhưng cái nào nổi trội hơn mà thôi. Thế thì phân tích VAK nhằm ứng dụng cho việc giáo dục hiệu quả đối với từng cá nhân một, đặc biệt là các bé đang ở tuổi đến trường, cho phép các bé, tức là tạo điều kiện cho phép các bé nhận biết được, hay chính bản thân của cha mẹ nhận biết được và xác định được rõ khả năng tiếp thu của con em, của bản thân những bé, để điều chỉnh cái phương pháp giáo dục học tập làm sao cho đạt kết quả tốt nhất. Thường như thế, cái việc là xác định cái phương pháp học tập VAK rất quan trọng, vì từ đó mỗi cá nhân, mỗi bé sẽ biết rõ mình phải làm gì để cải thiện cái hiệu suất học tập trong các tình huống mà mỗi một môi trường khác nhau để làm sao hiệu quả. Thế thì hiểu được cái phương pháp VAK, hay là hiểu được cái phương pháp học tập VAK, là cách để thích ứng và dễ dàng đạt được thành công cho mỗi đứa trẻ hay mỗi cá nhân. Cái phương pháp VAK nó rất quan trọng và thiết thực đối với mỗi cá nhân, và đặc biệt là đối với trẻ em và con em chúng ta. Thế thì thưa với quý vị, thông qua kết quả thực tế mà tôi vừa trình bày với quý vị anh chị và các bạn khi test dấu vân tay của trường hợp này, thì đối với thị giác là 31,3% và thính giác là 39,4%, vận động là 29,3%. Có nghĩa là gì? Hầu hết cái thời gian học tập, học sinh đều tiếp thụ kiến thức một cách bị động, là ngồi nghe cô giáo giảng bài, nhìn vào bài giảng trên bảng, đọc tài liệu trong sách vở. Thế thì nhiều nhà khoa học, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng
kiến thức mà học sinh thu lọc được, tiếp nhận được thông qua cách học kém hiệu quả này là rất hạn chế. Ngược lại, phương pháp học chủ động thì nó mang lại hiệu quả tích cực hơn. Thay vì phải ngồi nghe, tiếp thu kiến thức bằng tai và bằng mắt, tốt hơn hết là cho trẻ cái cơ hội động tay vào thực hành, hay là áp dụng cái phương pháp học bằng cách phối hợp nhiều cái kiểu tiếp thu khác nhau để giúp trẻ học tốt hơn và nhớ lâu hơn. Có nghĩa là gì? Tức là thông qua cái phương pháp VAK này thì muốn nói với chính bản thân cha mẹ cũng như phụ huynh như bản thân tôi rằng là con em chúng ta có thể học tốt nhất bằng thị giác mà chúng ta cứ ép bằng thính giác là không có kết quả, hoặc là tiếp thu kiến thức tốt nhất bằng vận động nổi trội hơn cả mà chúng ta cứ ép thính giác và thị giác, đó là một cách học thụ động ít kết quả. Vậy làm thế nào để xác định được trẻ học tốt hơn bằng nghe, hoặc học tốt hơn bằng thị giác, hoặc học tốt hơn bằng vận động, để có cái phương pháp tạo điều kiện giúp trẻ trong cái quá trình học được hoạt động này, thì chính là cái phương pháp VAK này, thưa với quý vị. Thế thì thế mạnh trong trường hợp này đối với trẻ này là thính giác, thưa với quý vị, thì hãy cải thiện cái khả năng học, hãy tập trung hiệu quả cái khả năng học là bằng cách nghe, thưa quý vị. Thế thì chúng ta sẽ đi lần lượt cụ thể để cho chúng ta hình dung được. Ví dụ trong trường hợp này thì là nghe là tốt hơn cả, nhưng chúng ta sẽ đi từng trường hợp một. Thế thì nếu như là tiếp thu kiến thức bằng thị giác, tức là visual, thì cái mẫu người mà cái mẫu của trẻ mà tiếp thu kiến thức bằng thị giác thì có nghĩa là cái ngón R5, cái ngón R5 tay phải, tức là ngón út đấy quý vị, đó là ngôn ngữ và chữ viết. Thế thì trong trường hợp này ngôn ngữ và chữ viết đạt được là 9,55. Cái ngón R5 là tiếp thu bằng hình ảnh là 10,19, thưa với quý vị. Đó, thế thì đây là một cái kết quả mà cho chúng ta biết thị giác chiếm 31,3%, thưa với quý vị. Thế người học thiên về thị giác thì chính là hai ngón này, quý vị hình dung được chưa nào? Đấy, ngón út tay phải và ngón út tay trái. Ngón út tay phải là khả năng tiếp cận ngôn ngữ chữ viết, tay trái là tiếp thu bằng hình ảnh, biểu tượng, đường nét vân vân ạ. Đấy, thì kết quả cho ra là một cái là 9,55 và một cái là 10,19, thưa quý vị. Thế thì người học thiên về thị giác thì chúng ta hình dung như sau. Phong cách học tập, người học có kỹ năng quan sát không gian, dễ dàng ghi nhớ và hiểu các thông tin được trình bày dưới dạng hình ảnh và biểu đồ vân vân, đó là cái phong cách học tập. Cái phương pháp tiếp cận bài giảng phù hợp là áp phích biểu đồ, bản vẽ, tranh ảnh trình bày, phim, video, clip hay là sách tài liệu, sơ đồ tư duy, bài giảng điện tử, vân vân. Vì là tiếp thu kiến thức thông tin bằng thị giác thì đó là những cái phương tiện giảng dạy phù hợp. Còn phương pháp giảng dạy phù hợp cho những trẻ mà có cái hình thức là tiếp thu nhận thông tin bằng mắt thì phương pháp trực quan hóa, tức là chú ý là giảng viên cần chuẩn bị bài giảng có nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh, nhiều dạng đường nét linh hoạt, văn hoa, đa dạng hóa các mô hình, biểu đồ, bản vẽ, hướng dẫn người học tự học và tự đọc trước về tài liệu. Đó là mẫu người mà tiếp thu kiến thức bằng thị giác thì trong trường hợp này nó chỉ là 31,3%.
ngón R5 và L5 là ngôn ngữ chữ viết và tiếp thu bằng hình ảnh là 9,55 và 10,19. Chúng ta sang cái mẫu người mà tiếp thu bằng thính giác, tức là auditory, thì đó chính là ngón R4 và L4, tức là hai ngón áp út. Thế thì khả năng tiếp thu qua lời nói và khả năng tiếp thu qua âm thanh, thưa quý vị, thì khả năng tiếp thu qua lời nói trong trường hợp này là 12,1% và tiếp thu qua âm thanh trong trường hợp này là 12,73%. Đó là rất cao, nên tổng chỉ số đạt được theo phương pháp VAK đối với thính giác trong trường hợp này là 39,4% là cao nhất. Có nghĩa là người này thiên về tiếp thu kiến thức bằng thị giác. Thế thì người tiếp thu kiến thức bằng, xin lỗi, tiếp thu kiến thức bằng thính giác thì chúng ta cũng cần chú ý như sau. Phong cách học tập của người này học hay là trẻ dạng này học bằng cách lắng nghe và ghi nhớ chính xác. Tức là ở trên bục giảng cô nói trò nghe, bố mẹ nói con nghe, cái khả năng nghe và ghi nhớ chính xác. Đấy là cái phong cách học tập bằng cách là nghe. Cái phương tiện giảng dạy phù hợp cho những trẻ dạng này là băng đĩa, video, âm thanh hay là sử dụng các âm nhạc, phim, thuyết minh, phương tiện giảng dạy đó. Còn đối với phương pháp giảng dạy phù hợp cho những trẻ mà tiếp thu kiến thức bằng thính giác là phương pháp hỏi đáp, tức là câu hỏi cho trả lời, hay là phương pháp hỏi chuyên gia, tức là hỏi chuyên gia để chuyên gia trả lời, hay là phương pháp kể chuyện thuyết trình, tức là chúng ta dùng các cái phương pháp kể chuyện thuyết trình để cho trẻ hiểu, bé hiểu, hoặc là phương pháp thảo luận theo nhóm, thì đó là cái cách học tốt nhất. Chú ý những bé mà học theo phương pháp bằng thính giác thì giọng nói của giáo viên cần liên tục biến đổi vào cường độ và tốc độ của âm lượng. Tức là nghe, bé nghe, bé phải cảm giác, phải đạt được cái cảm xúc hứng thú thích nghe. Thưa quý vị, đó là về phần tiếp thu kiến thức bằng thính giác. Thì trong trường hợp này là rất cao, là 39,4% là cao nhất trong 3 cái phương pháp. Nhưng không có trẻ nào tiếp thu bằng một phương pháp, có điều là cái nào mạnh, cái nào yếu mà thôi, cái nào nổi trội hơn. Thì trong trường hợp này cái nổi trội là bằng thính giác. Thế còn mẫu người tiếp thu bằng vận động, tức là kinesthetic, thì đó là ngón R3 và ngón L3. Ngón R3 là khả năng tiếp thu qua tiếp xúc thực tế là đạt 8,91%, và khả năng tiếp thu qua việc thực hành là L3 là 9,55%, rất là thấp so với trường hợp thính giác, tức là vận động chỉ đạt được 29,3%. Thế thì phương pháp học tập của những trẻ mà bằng cái tư duy thiên về vận động thì phong cách học của trẻ là học bằng cách thể hiện thông qua các hoạt động đòi hỏi thực hành, làm việc bằng tay, bằng cơ thể. Đó là cái phong cách học tập. Phương pháp với cái mẫu người mà tiếp thu bằng vận động thì như tôi đã nói với quý vị là đối với ngón R3, tức là ngón vận động mà, R3, khả năng tiếp thu qua tiếp xúc thực tế, và ngón L3 là khả năng tiếp thu qua việc thực hành. Thế thì mỗi người tiếp thu bằng vận động thì cái kết quả này thì nó đạt là ngón R3 tiếp thu bằng tiếp xúc thực tế là 8,9 và tiếp thu bằng thực hành là 9,55. Tổng kết quả của vận động là 29,3 so với thính giác là thấp hơn cả. Thế thì phong cách học tập, phương tiện giảng dạy phù hợp hay là phương pháp giảng dạy phù hợp. Thế thì cụ thể quý vị anh chị phải hiểu như sau.
Trong cái trường hợp này thì cái phương tiện giảng dạy phù hợp đối với trẻ là phòng thí nghiệm, phòng thực hành, sân tập thể dục thể thao, sân trường, vân vân. Hoạt động thực tế là trải nghiệm trực tiếp từ các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức, vân vân. Các buổi tham gia vào các cái nơi như di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa hay du lịch, vân vân. Đó là cái phương tiện giảng dạy phù hợp. Phương pháp giảng dạy phù hợp cho những trẻ mà học bằng cách tiếp thu, học tập kiến thức bằng cách vận động là phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp làm việc theo dự án, hay là phương pháp dạy theo hợp đồng, phương pháp đóng vai, hay là phương pháp công đoạn, hay là phương pháp học tập thông qua các cái hoạt động hay các cái buổi học ngoài khóa. Đó là cái mẫu người học tập thiên về tư duy vận động. Nhưng trong trường hợp này nó chỉ chiếm 29,3% so với hai cái trường hợp trên, là một cái là 31,3 và một cái là 39,4%. Thế thì thưa với quý vị anh chị và các bạn, qua scan dấu vân tay, phân tích dấu vân tay của trẻ cho chúng ta biết được là trẻ tiếp thu kiến thức thông qua phương pháp BAK thì cái nào là nổi trội trong ba cái là thị giác, thính giác và vận động. Thì trong trường hợp này đối với trẻ nổi trội nhất là thính giác, tức là bằng cách là nghe, và trường hợp thấp nhất đó chính là tiếp thu kiến thức bằng vận động, là thấp nhất là chỉ 29%, và cái thấp thứ hai đó là tiếp thu kiến thức bằng thị giác là 31,3%. Qua cái ứng dụng sinh trắc dấu vân tay giúp cho quý vị, cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là với trẻ, tìm ra được cái phương pháp học tập tốt nhất để cha mẹ trao đổi với phụ, với thầy cô để con em của mình là cháu học bằng phương pháp này, bằng phương pháp này. Cô quan tâm lưu ý, đó là một cái điều rất là thuận lợi giúp cho trẻ hoạt động học tập trong môi trường tốt nhất. Vì cô cũng hiểu trẻ, bố mẹ cũng hiểu trẻ, và cuối cùng chính trẻ cũng được vận động học tập bằng cách chủ động chứ không còn thụ động nữa. Nếu như chúng ta không bóc tách, không tìm, không test ra thì chúng ta sẽ đánh đồng cô nói mà không nghe thì là hư, hoặc là cô hướng dẫn trên bảng mà không nhìn, không học là hư, hoặc cô dạy vận động mà không vận động là hư. Nhưng cuối cùng chúng ta tìm ra được phương pháp nổi trội là học cái bằng phương pháp nào là hiệu quả nhất, đó là điều rất tuyệt vời. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu video thực sự ý nghĩa, giá trị và hữu ích đối với quý vị, anh chị và các bạn, đặc biệt là giúp trẻ phát triển, tiếp thu kiến thức tốt nhất, thì quý vị hãy đăng ký subscribe. Rất cảm ơn quý vị và anh chị. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn ở những video tiếp theo ứng dụng dấu vân tay vào cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.